Rồi mình giao xì bo cho anh em 85 đặt theo yêu cầu nha anh em. Này, cho anh em 85. Xe full 120 lòng lưới IC nha anh em, cầm xì bo. Mấy cái kilo đây. Đó, xe này khách đặt 32.500.000 nha. Đó là về Lodai trong xăng pha nhớt là vi vu nha em. Mua bán xe trực tiếp thành phố Hồ Chí Minh nha anh em. Rồi chào anh em nha.